Em test máy cho anh Thanh Sơn lần 2 nhé. Lúc sáng là pin em đã bay một lần rồi. Bay tầm 2-3 phút rồi đấy. Đây, lần này pin còn 3 vạch thôi. Em test bay nhé. Camera lên xuống. Quanh báo là đầy pin nhưng mà nó vẫn hạ cánh mạnh xuống. Em đang test cái bên pin xem.
sao đấy là sao mình kiểu cái từ trường pin là có hai cục pin vẫn hai vạch nhá. Từ nãy giờ em bay là 7 phút rồi, thêm buổi sáng nữa máy chưa hết hẳn pin đâu. Cái này em ấn return home vẫn bay tiếp được, hủy nút này bay tiếp được. Này khả năng là anh chưa sạc đầy pin rồi. Con này phải nghe anh không rồi này. Không, giờ nó tụt ra ấy. Ừ. Tụi tôi nó lên không đủ à? Tiến lên trước, tiến lên trước. Sao về rồi? Sắp hết pin rồi, bay gần. Đây, máy còn một viên pin anh nhé, máy cũng sắp hết pin rồi. Đây, em quay được 10 phút này, vậy cộng với thời gian buổi sáng nữa là cũng phải tầm 13 phút. Tại máy hết pin rồi anh nhé.